Xin chào các em học sinh lớp 2, rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Các em thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chữa đề kiểm tra tiếng Việt 2 học kỳ 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 3. Phần 1. Kiểm tra đọc. Bài 1. Đọc thành tiếng. Ở bài đọc thành tiếng, các em hãy đọc bài Cầu thủ dự bị, trang 34 trong sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Vì đây là phần bài đọc hành tiếng, nên khi đọc, các em hãy đọc thật là to, rõ ràng và mạch lạc để có thể được điểm cao. Sau khi đã đọc xong bài cầu thủ dự bị, các em hãy trả lời câu hỏi ở phía dưới. Cô có câu hỏi như sau. Vì sao cuối cùng cả hai đội đều muốn gấu con về đội của mình? Với câu hỏi này, cô sẽ đưa ra cho các em gợi ý như sau. Hai đội đều muốn gấu con về đội của mình vì các bạn thấy gấu chăm chỉ luyện tập và đá bóng giỏi hơn. Cô hy vọng là với phần gợi ý vừa rồi thì các em có thể hoàn thành tốt phần bài đọc thành tiếng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo trong phần kiểm tra đọc, đó là bài đọc hiểu. Ở bài đọc hiểu, các em hãy cùng cô đọc bài Cô gái đẹp và hạt gạo. Sau đó, trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đọc bài. Cô gái đẹp và hạt gạo. Ngày xưa, ở một làng ED, có cô Herbie xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Herbie ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi. Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Herbie giận dữ quát. Tôi đẹp là nhờ công mẹ, công cha, chớ thèm đâu đến các người. Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Herbie ân hận lắm. Không có cái ăn, Herbie phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, ra đèn sạn. Thấy Herbie đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Herbie càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau đọc xong câu chuyện Cô gái đẹp và hạt gạo rồi. Bây giờ, các em hãy cùng cô đi trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu. Câu 1. Biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Herbie cảm thấy như thế nào? A. Herbie cảm thấy vô cùng ân hận. B. Herbie cảm thấy cơ thể bị mệt mỏi vì đói. C. Herbie thấy vui vì thóc gạo bỏ đi. Và D. Herbie buồn vì không có ai bên cạnh. Để trả lời cho câu hỏi số 1 này, các em hãy cùng cô quay trở lại bài đọc và đi tìm đáp án chính xác. Ngày xưa, ở một làng ED, có cô Herbie xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Herbie ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi. Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Herbie giận dữ quát. Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha, chớ đâu thèm nhờ đến các người. Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Herbie ân hận lắm. À, như vậy là ở đây, sau khi biết thóc gạo giận mình bỏ đi, thì Herbie đã rất ân hận. Như vậy, ở câu hỏi thứ nhất, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Herbie cảm thấy như thế nào? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Herbie cảm thấy vô cùng ân hận. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Câu 2. Lúc đầu, Herbie đối xử với cơm gạo như thế nào? A. Herbie yêu quý cơm gạo. B. Herbie ân cần chăm sóc cơm gạo. C. Herbie khinh rẻ cơm gạo. Và D. Herbie lo lắng cho cơm gạo. Với câu hỏi này, các em và cô hãy cùng nhau quay trở lại bài đọc và tìm ra đáp án chính xác. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát bài đọc để đi tìm đáp án cho câu hỏi số 2. Ngày xưa, ở một làng ED, có cô Herbie xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Herbie ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi. Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Như vậy là qua đoạn văn vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng Herbie là một cô gái xinh đẹp nhưng lại lười biếng,
và cô không biết yêu quý cơm gạo. Cơm gạo cũng đã hỏi cô rằng cô đẹp là nhờ cơm gạo, nhưng sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Như vậy, lúc đầu Hermia đối xử với cơm gạo đó là không biết yêu quý cơm gạo và khinh rẻ cơm gạo. Vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 2 đó là đáp án C, Hermia khinh rẻ cơm gạo. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án C. Chúng ta cùng nhau đến với câu 3. Câu 3. Vì sao thóc gạo bỏ Hermia để đi vào rừng? A. Vì thóc gạo thích rủ nhau đi chơi. B. Vì thóc gạo cảm thấy Hermia luôn khinh rẻ mình nên tức giận bỏ đi. C. Vì Hermia bảo thóc gạo hãy đi thật xa để phát triển. Và D. Vì Hermia đuổi thóc gạo đi. Các em hãy cùng cô tiếp tục quay trở lại bài đọc để tìm ra đáp án cho câu hỏi số 3. Một hôm, Hermia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi, cô đẹp là nhờ hạt gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Hermia giận dữ quát, tôi đẹp là nhờ công mẹ, công cha, chớ đâu thèm nhờ đến các người. Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm, đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. À, như vậy là khi mà thấy Hermia khinh rẻ mình, thì thóc gạo đã rất tức giận và chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Như vậy, đáp án chính xác của câu hỏi số 3 đó là đáp án B. Vì thóc gạo cảm thấy Hermia luôn khinh rẻ mình nên tức giận bỏ đi. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án B. Câu 4. Vì sao sau đó thóc gạo lại rủ nhau về với Hermia? A. Vì thóc gạo thấy thương Hermia không có gì để ăn. B. Vì thóc gạo thấy nhớ Hermia, sợ Hermia ở nhà một mình vất vả. C. Vì Hermia đã biết nhận lỗi và chăm chỉ làm việc. Cuối cùng là đáp án D. Vì Hermia đã xin lỗi thóc gạo và gọi thóc gạo về. Với câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục quay trở lại bài đọc để đi tìm đáp án chính xác. Hermia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hermia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, già đèn sạn. Thấy Hermia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. À, ở đây chúng ta có thể thấy câu văn là thấy Hermia nhận lỗi của mình và biết chăm làm thì thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Đây chính là lý do mà thóc gạo quay trở lại. Như vậy, đáp án chính xác của câu hỏi số 4, vì sao sau đó thóc gạo lại rủ nhau quay về với Hermia, đó là đáp án C, vì Hermia đã biết nhận lỗi và chăm chỉ làm việc. Các em hãy khoanh vào đáp án C. Chúng ta cùng nhau đến với câu 5. Câu 5. Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì? A. Phải coi thóc gạo như bạn bè của mình. B. Phải ăn uống đủ chất để giữ gìn sức khỏe. C. Phải chăm chỉ làm việc và trân trọng những hạt gạo đã nuôi ta hàng ngày. D. Phải chăm chỉ đào củ, trồng bắp để ăn đủ chất thay cho cơm gạo. Qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy Hermia là một cô gái rất lười biếng và không biết quý trọng cơm gạo. Vì vậy mà cơm gạo đã tức giận bỏ đi. Sau khi cơm gạo bỏ đi thì Hermia đã nhận ra được lỗi sai của mình này. Vậy thì chúng ta có thể thấy là câu chuyện khuyên chúng ta rằng phải chăm chỉ làm việc và trân trọng những hạt gạo đã nuôi sống ta hàng ngày. Đáp án chính xác của câu hỏi số 5 đó là đáp án C các em ạ. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với câu 6. Em hãy gạch chân vào 3 từ chỉ sự vật và khoanh tròn vào một từ chỉ đặc điểm, tính chất trong câu dưới đây. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hermia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hermia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, già đèn sạn. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm được 3 từ chỉ sự vật và một từ chỉ đặc điểm. Sau đó gạch chân vào từ chỉ sự vật và khoanh tròn vào từ chỉ đặc điểm. Từ chỉ sự vật đó là những từ chỉ cây cối, chỉ con vật, con người, cảnh vật, hiện tượng hay đồ vật. Còn từ chỉ đặc điểm là các từ chỉ hình dáng, kích thước, màu sắc, mùi, vị và một số đặc điểm khác của sự vật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm các em nhé. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi. Ở đây cô thấy thóc gạo là một từ chỉ sự vật. Cô sẽ gạch chân vào từ thóc gạo. Hermia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hermia phải đi đào củ, trồng bắp.
Củ và bắp cũng là từ chỉ sự vật, đây là các từ chỉ cây cối. Từ mùa này sang mùa khác, già đèn sạm. Ở đây, đèn sạm là một từ chỉ màu sắc, vậy thì đây chính là một từ chỉ đặc biệt các em ạ. Vậy là cô đã tìm được 3 từ chỉ sự vật và một từ chỉ đặc điểm ở trong câu văn rồi. 3 từ chỉ sự vật đó là thóc gạo, củ và bắp. Còn một từ chỉ đặc điểm đó là từ đen sạm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm câu hỏi số 7. Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô trống. Ở đây cô có một đoạn văn như sau. Hôm ấy, tòa thị chính Paris mở tiệc lớn đón mừng bác. Tiệc tan, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy bác Hồ cầm theo một quả táo. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào hai ô trống trong đoạn văn này. Vậy thì trước khi làm bài tập này, cô sẽ nhắc lại kiến thức về dấu chấm và dấu phẩy để chúng ta có thể làm được dễ dàng. Đầu tiên, dấu phẩy được dùng để ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu, như là ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm, cùng chỉ hoạt động hay cùng chỉ sự vật. Ngoài ra thì dấu phẩy còn được dùng để ngăn cách thành phần phụ với thành phần chính trong câu khi thành phần phụ đứng ở đầu câu. Còn dấu chấm được dùng để kết thúc một câu kể. Sau khi đã ôn lại về tác dụng của các dấu câu thì chúng ta có thể dễ dàng làm được bài tập số 7 này rồi đúng không nào các em? Ở ô trống đầu tiên, hôm ấy, tòa thị chính Paris mở tiệc lớn đón mừng bác. Đây là kết thúc một câu kể. Vì vậy, ở vị trí ô trống này, chúng ta sẽ điền dấu chấm. Chữ cái tiếp theo sau dấu chấm sẽ được viết hoa. Tiệc tan, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy bác Hồ cầm theo một quả táo. Đây vẫn tiếp tục là một câu kể, và câu kể này đã hoàn toàn đủ ý. Vì vậy, chúng ta sẽ kết thúc câu kể bằng một dấu chấm nữa. Vậy là chúng ta đã cùng nhau điền xong hai dấu câu của câu hỏi thứ 7 rồi. Các em hãy cùng cô đến với câu 8. Câu 8. Sắp xếp lại các từ trong câu dưới đây để tạo thành một câu mới. Ý A, chúng em rất yêu cô giáo. Đây chính là một câu văn rồi các em ạ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sắp xếp lại các từ trong câu văn này để tạo thành một câu văn khác. Với câu văn chúng em rất yêu cô giáo, cô viết được một câu văn mới như sau. Cô giáo rất yêu chúng em. Vậy là với câu văn chúng em rất yêu cô giáo, cô đã viết lại được một câu văn. Cô giáo rất yêu chúng em. Ý B, em cùng bạn đến trường. Cô sẽ viết lại được một câu văn như sau. Bạn cùng em đến trường. Đây chính là hai câu văn mà cô đã viết được dựa vào hai câu cho trước. Chúng em rất yêu cô giáo. Cô giáo rất yêu chúng em. Em cùng bạn đến trường. Bạn cùng em đến trường. Vậy là chúng ta đã cùng nhau chữa xong phần đề kiểm tra đọc của đề kiểm tra giữa kỳ số 3 rồi. Bây giờ các em hãy cùng cô đến với phần tiếp theo. Phần 2, kiểm tra viết. Bài 1, chính tả, nghe viết. Ở bài chính tả này, các em hãy lắng nghe cô đọc bài Cầu thủ dự bị, sau đó viết lại vào vở. Vì đây là một bài chính tả, nghe viết, vậy nên khi viết các em hãy chú ý viết thật là nắn nót và cẩn thận để bài viết của các em được sạch sẽ và đẹp nhất. Các em hãy lắng nghe cô đọc bài. Cầu thủ dự bị. Hàng ngày, gấu đến sân bóng từ sớm để luyện tập. Gấu đá bóng ra xa, chạy đi nhặt rồi đá vào gôn, đá đi đá lại. Cứ thế, gấu đá bóng ngày càng giỏi. Các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình. Sau khi đã viết xong bài cầu thủ dự bị, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần tiếp theo, đó là phần tập làm văn. Cô có đề bài như sau. Em hãy viết đoạn văn giới thiệu về một đồ vật mà em yêu thích. Với đề bài này, cô sẽ đưa ra cho các em 3 gợi ý. Dựa vào những gợi ý này, các em hãy viết đoạn văn giới thiệu về một đồ vật mà em yêu thích. Cô có các gợi ý như sau. Đầu tiên, em hãy nêu lên rằng đó là đồ vật gì và đồ vật đó từ đâu mà có. Sau khi đã giới thiệu xong hai điều này, em hãy miêu tả xem đồ vật đó có những đặc điểm gì. Và cuối cùng là nêu lên suy nghĩ của em về đồ vật đó. Với gợi ý đầu tiên, đó là đồ vật gì, đồ vật đó từ đâu mà có. Em hãy nêu tên của đồ vật và lý do em có đồ vật đó. Cô lấy ví dụ, với gợi ý này thì cô sẽ viết câu văn như sau. Nhân dịp sinh nhật,
Mẹ tặng em một chiếc cặp tóc rất đẹp. Đó chính là câu văn mà cô viết được dựa vào gợi ý đầu tiên. Tiếp theo, đồ vật đó có những đặc điểm gì? Ở câu văn này, các em hãy miêu tả những đặc điểm nổi bật nhất của đồ vật mà em vừa giới thiệu. Cô lấy ví dụ, chiếc cặp tóc của cô thì được làm bằng kim loại, có màu hồng và có một chiếc nơ rất xinh. Như vậy thì với lời gợi ý, đồ vật đó có những đặc điểm gì, cô sẽ viết được hai câu văn như sau. Nó được làm bằng kim loại rất chắc chắn và được bọc một lớp sơn hồng. Bên trên chiếc cặp có gắn một chiếc nơ rất đáng yêu. Cuối cùng, suy nghĩ của em về đồ vật đó. Ở đây các em hãy nêu lên những suy nghĩ của em khi nhắc đến đồ vật. Ví dụ là em sẽ giữ gìn cẩn thận đồ vật đó, hay là em rất thích, rất yêu quý đồ vật đó. Với lời gợi ý này, cô sẽ viết một câu văn như sau. Em rất yêu thích chiếc cặp tóc này. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để nó mãi là người bạn đồng hành của em. Vậy là dựa vào ba gợi ý, cô đã viết được đoạn văn giới thiệu về một đồ vật mà em yêu thích rồi. Cô sẽ đọc lại đoạn văn để các em có thể theo dõi. Nhân dịp sinh nhật, mẹ tặng em một chiếc cặp tóc rất đẹp. Nó được làm bằng kim loại rất chắc và được bọc một lớp sơn màu hồng. Bên trên chiếc cặp có gắn một chiếc nơ rất xinh. Em rất yêu thích chiếc cặp tóc này. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để nó mãi là người bạn đồng hành của em. Đây chính là đoạn văn mà cô viết được khi giới thiệu về một đồ vật mà em yêu thích. Các em hãy dựa vào những lời gợi ý này để viết một đoạn văn cho riêng mình các em nhé. Vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau chữa xong đề kiểm tra giữa kỳ số 2 rồi. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.